Bắc Hàn gần đây có vẻ lên tiếng hù dọa thế giới, nhưng mà người ta nghi là cái nếu mà nó tấn công nó thì nó tấn công chắc chắn là tấn công Nam Hàn trước, cũng như cuộc chiến Nam Bắc giống ngày xưa chúng ta miền Nam miền Bắc đó, Việt Nam Cộng Hòa đó, cho nên là chứ còn nó hù chứ người ta nghĩ rằng nó sẽ không nhắm tới, nó dám thử lửa Hoa Kỳ đâu, bởi vì nó vẫn là một nước quốc gia nhỏ. Nhưng gần đây nó có phải lên tiếng là vì Hoa Kỳ gần đây tập trận, quý vị nhớ, ở bên Nam Hàn và các cái hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đậu tại đó luôn, đậu thường xuyên, cho nên gã này chắc gã bực lên. Tuy nhiên gần đây chúng tôi đã nói quý vị đó, có vẻ như ông Kim này ông đứng có vì cái người mà bây giờ ra lệnh chính là cô em gái đó, mà là nguy hiểm, cô em gái bây giờ lên giọng lắm, mặc dù là cô gái trước đây không hề có một chút kinh nghiệm nào về lãnh đạo hay là chiến tranh, nhưng mà tuy nhiên anh em mà bây giờ đưa lên thôi, rồi lâu lâu ông lại dắt cái cô con gái ra nữa, tay này ông chơi nhiều trò lắm. Nhưng mà người ta nói rồi, có nhiều lần chúng tôi đã nói với quý vị đó là Kim Jong-un thật và có nhiều lần là một người khác, luôn luôn nó phải có người giả hay gọi là thế thân đó, những cái tay đầu sỏ đó đều, kể cả ông Tập, kể cả ông Putin, vì sợ có những cái ám sát thì sao, người ta phải thủ. Thì giờ có những lúc ta sẽ mập mờ là không biết là ông Kim thật hay là ông Kim giả, quý vị nhớ không? Nhiều cái hình ông này lắm, nhất là chiếu xa xa thì không thể biết được. Và gần đây ông hù thì cũng có thể là vì chúng ta nhớ là ông mới gặp hai lãnh tụ, hai đàn anh ông ta là Nga và Tàu, biết đâu hai tay kia có suối gì đó mình không biết, cho tay này quậy đó. Và tay này thực ra nguy hiểm hơn Tàu Nga nha quý vị, lý do mặc dù nó rất nhỏ nhưng tận cùng bằng số, có nghĩa là tôi không còn gì để mất hết đó, giống như là cái bài hát I who had nothing, tao không có cái gì hết, cho nên tôi chơi ẩu. Nếu cần tính cái thằng mà nó cứ homeless nó mới hay dám chơi ẩu, có mấy người mà giàu có phải tính toán liệu xem mình cái cuộc chiến mình sẽ có mất cái này được cái này bao nhiêu vấn đề, phải tính tới tính lui. Hai ông Tập và ông Putin giàu sáu phải tính tới lui, còn tay này nhiều khi chơi ẩu nguy lắm quý vị, nó tận cùng bằng số đó, không còn gì để mất, cho nên nguy lắm. Từ cái thời ông nội là ba đời rồi, ông nội tới bố ông ta, và ông ta đều đi một chính sách giống nhau là coi như mình cứ đóng vai một tay nghĩa là rách dưới không có tiền, cho nên bây giờ lúc cần tôi chơi ẩu thì nguy lắm. Thì thưa quý vị, là cái bản tin như sau, là ông Kim Jong-un đã mới đây thay thế một tướng hàng đầu đó, tức là có vấn đề bên trong, và kêu gọi chuẩn bị nhiều hơn cho vấn đề có thể xảy ra chiến tranh, cũng như phải tăng cường sản xuất vũ khí cho nhiều, mở rộng các cuộc tập trận, truyền thông nhà nước KCNA đã đưa tin hôm nay. Thì chúng ta hiểu là chính thời gian vừa rồi này, ngay bây giờ cũng đang đây, tức là Bắc Hàn nó có giúp cho bên Nga vũ khí, quý vị biết rồi, ông Putin đã từng phải qua năn nỉ tới này mà. Tại bây giờ cần cuộc chiến kéo quá dài rồi và vũ khí thì bên nào cũng sẽ cạn kiệt chứ đâu có ai mà dư giả quá được. Vị tướng hàng đầu của đất nước, Tổng tham mưu trưởng Park Soo-chul đã được cho nghỉ việc. Đây là theo cái đài bên đó, đó KCNA nó đưa tin, tuy nhiên không đi vào chi tiết, có nghĩa là không biết lúc này vì lý do gì mà tay nào, chứ tay Kim Jong-un thì nguy lắm, nhiều khi một lời xúi thôi, một tay nào khích thôi, và đúng là con gã có thể gã thanh toán. Vì quý vị nhớ ông trước đây ông dượng ruột mà gã cũng đã nghĩa là sát hại, và ngay cả em ruột quý vị nhớ ông đó, cùng cha khác mẹ đó, Kim Jong Nam, đã bị hắn dùng ngay một người Việt Nam chứ ai, chúng ta còn nhớ cô tên là Hương đã từng dùng một chất độc cực mạnh, cô ta làm bộ lau mặt ông này một cái là đai liền. Chúng ta nhớ là bây giờ những cái hóa chất nó khủng khiếp lắm, không phải như cái thời 80, ta đang ở cái thời này, cho nên chỉ cần một cái chất sơ đó quý vị có thể đi liền. Thì ra con người ta càng nghĩ những cách giết nhau tân tiến, không có nghĩ được những cái điều tốt nhưng mà toàn những cái điều giết nhau đó. Bây giờ chiến tranh Ukraine-Nga vậy, nó sẽ đem tất cả những cái tàn ác nhất nó đưa ra cả hai bên chứ không phải bên nào hết đó. Ông Ri cũng từng làm tham mưu trưởng quân đội khi ông được thay thế vào năm 2016. Việc ông rời khỏi chức vụ sau đó không xuất hiện các vấn đề chính thức đã làm dấy lên nhiều báo cáo bên phía Hàn Quốc cho rằng ông ta đã bị xử tử. Ông xuất viện nhưng mà trở lại vài tháng sau đó lại được vào một vị trí cấp cao khác. Ý là gì, là tay này hên xui lắm. Quý vị mà làm việc một người như ông Kim Jong-un nguy hiểm lắm. Có thể đang cười bất ngờ nó xử tử mình đó, không biết được, hay là vì nó đang ưu ái mình, nhưng chỉ vì một cái lời xúi bẩy nào đó của một tay nào đó. Có những tay nịnh thần, quý vị nhớ rồi, trong xã hội này luôn luôn có những tay sẵn sàng nó xúi anh em để nó leo lên, sẵn sàng đạp lên đầu anh em. Chúng ta nhớ là những cái xứ như vậy, Putin cũng thế thôi, xem không có gì cả, những đàn em sẵn sàng giết nhau để đoạt cái chức cao hơn. Thật ra những cái này nguy hiểm lắm, ở những cái xã hội độc tài
nguy hiểm, những cái chữ mà tức là đảng trị những cái quy lắm. Thì bản tin cũng cho biết là ông Kim đặt mục tiêu phải tăng năng lực cũng như là vũ khí, nhưng không cung cấp thêm những chi tiết. Tuần trước ông đã đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí và ông kêu gọi phải chế thêm những động cơ tên lửa, pháo, các loại vũ khí khác. Mỹ lâu nay buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, Nga và Triều Tiên đều phủ nhận điều này. Tức là họ lén lén tâm tư chứ không ai dám như xác nhận hết. Ngay cả ông Tàu mới đây này, quý vị nhớ cái hội nghị tại Saudi không? Ông vừa vô là ông nói liền, chúng tôi vẫn giữ cái vị thế trung lập. Chúng ta có theo bên nào? Thì thực cũng đã rúi giúp bao nhiêu Putin rồi, ai cũng biết điều đó. Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc diễn hành quân sự ngày 9 tháng 9, ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Triều Tiên có một nhóm bán quân sự mà nước này sử dụng để củng cố cho lực lượng quân sự của họ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức cuộc tập trận từ ngày 21 tới ngày 24 tháng 8. Việc này đã bị Triều Tiên coi như đe dọa. Đó, cho nên ông thấy gần tập trận ông bực chứ không có gì đó. Cho nên ông lại lên cái giọng đe dọa.